ba cái nguồn tiền mà để giúp cho một người trẻ như Jen, vợ chồng Jen, Jen retire, nghỉ hưu từ năm 35 tuổi, và ông xã Jen thì nghỉ hưu từ năm 41 tuổi. Cái việc nghỉ hưu sớm á, nó không phải là đợi mình có khoảng 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu trong tài khoản để mà mình có thể gọi là sáng đến tối, sáng đến tối, ngày nào cũng vậy, mình không làm gì hết. Không phải. Khi mà trên làm ở trong cái ngành tài chính, đặc biệt là ngành ngân hàng, vay mượn, kinh doanh và đầu tư, thì tự nhiên trên lại come up, cũng như là qua cái việc mà nói về tiền bạc mỗi ngày đó, thì trên đưa ra một cái solution, nó giống như một cái giải pháp để làm sao để cho cái thế hệ của chúng ta, thế hệ những người trẻ như thế này, có thể làm việc được tự do hơn và có thể được sống như nó thảnh thơi hơn, và mình có thể nghỉ hưu sớm hơn. Không có nghĩa là mình không làm gì hết và mình có một cái mindset là ồ, tiền bạc tự nhiên đùng đùng nó tới với mình. Không phải, hoàn toàn không phải như vậy. Nhưng mà trên muốn đúc kết lại và trên repeat lại, nhắc lại là có ba cái điều về vấn đề tiền bạc mà có thể giúp cho một người trẻ giống như vợ chồng Jen có thể nghỉ hưu sớm, là có ba điều. Thứ nhất là phải chuẩn bị một cái số tiền đủ trong vòng 5 đến 10 năm tới, mình không cần làm việc, không cần phải đi làm nhưng vẫn có thể sống được. Ví dụ như là bây giờ vợ chồng Jen chỉ có cái nhu cầu sống 1.000 đô một tháng thôi. Tùy vào con số anh chị em nó như thế nào, tùy vào tất cả mọi thứ, mỗi người nó sẽ khác nhau. Nhưng mà Jen nói general, chung chung để mọi người có thể học được những cái điều gì đó cho chính cái đời sống tài chính trong vợ chồng mình cũng như gia đình của mình. Điểm thứ nhất là Jen chuẩn bị một cái số tiền đủ, ví dụ như 500 ngàn. Trên ví dụ thôi, để mà mình sống trong vòng 5 đến 10 năm tới, mình không cần phải đi làm, dù có mất chó hay là có bất kỳ việc gì đó thì trên vẫn có cái số tiền đó để chi phí. Ví dụ như là bình quân bây giờ mình cần 1.000 đô một tháng, thì bây giờ 12 tháng một năm thì mình cần 12.000 đó. Còn nếu mà vợ chồng mình cần 2.000 một tháng thì bắt đầu mình nhân 24.000 một năm, bây giờ nhân lên 10 năm thì mình cần 204.000, đúng không? Thì đó là cái con số đặt qua một bên để mình chi phí cho cuộc sống của mình, dù mình có làm hay không làm thì mình vẫn sống được với cái số tiền đó. Bên cạnh đó là những cái số tiền dự bị cho những cái công việc làm ăn của mình. Ok, mỗi người nó sẽ khác nhau, nhưng mà Trinh đưa ra một cái điểm để mọi người based on cái điểm đó, mọi người có thể cộng trừ nhân chia với cái bài toán riêng cho gia đình của mình. Ok, đó là cái điểm thứ nhất. Nó giúp cho trên là ê, có làm hay không làm, có khách hàng hay không khách hàng không quan trọng, nhưng mà mình được thảnh thơi trong vòng 5 đến 10 năm tới. Đó là một cái base, một cái foundation, một cái nền để mà trên có thể bước lên cái việc mà nghỉ hưu sớm ha. Cái điểm thứ hai là trên build cho mình rất nhiều business. Mọi người thấy là trên làm việc qua video, mọi người thấy là trên làm vay kinh doanh, vay cho đầu tư bất động sản tại Mỹ, tất cả các tiểu bang tại Mỹ luôn. Đó chỉ là một trong nhiều cái trên đang làm, và mọi người thấy nên mọi người chỉ nghĩ là trên làm như thế thôi. No, hoàn toàn không phải như vậy. Bên cạnh cái việc làm loan để mà có đồng này đồng kia ra vô, đó không phải là cái vấn đề. Cái vấn đề là trên có thêm chính cái business khác nữa, chính cái nguồn tiền vô, mở mắt ra, mở một cái số tài khoản ra thì 9-10 cái nguồn tiền mỗi buổi sáng nó đi vào. Mọi người hiểu cho nói không? Nên cái điểm thứ hai là mình phải build cho mình những phương tiện kiếm tiền. Cái phương tiện kiếm tiền nó rất là powerful. Trên luôn luôn nhấn mạnh là phải đầu tư vào cái bất động sản, bởi vì bất động sản là tài sản có giá trị. Nhưng mà trên chưa bao giờ hạ thấp cái phương tiện kiếm tiền cả. Bởi vì sao? Hai cái này nó bổ sung, phải có phương tiện kiếm tiền, tiền vốn nó mới vô, rồi đồng vốn nó mới nhiều. Thì lấy cái đồng vốn mà nhiều nhiều như vậy thì mình mới đắp qua cái bất động sản đầu tư chứ. Tại vì bất động sản nó cần quá nhiều cái nguồn tiền, đúng không nào? Nó phải tiền phải lớn thì mình mới đầu tư được. Càng thành công trong bất động sản thì càng có nhiều tiền dự bị nữa, đúng không nào? Nên hai cái này rất là quan trọng. Đừng bao giờ xem nhẹ cái phương tiện kiếm tiền. Bởi vì sao? Mở cửa ra là có tiền. Như Trinh nói thật, Trinh nói không phải là để khoe khoang, nhưng mà Trinh nói thật sự để cho các bạn trẻ có thể học hỏi được trong cái lúc mà mình còn miserable, mình còn mông lung, mình không biết đi đường nào đó mọi người. Mình phải trang bị đủ cho chính mình, đủ kiến thức, đủ sự hiểu biết, đủ kinh nghiệm. Tất cả những cái kiến thức và những cái sự hiểu biết mà mình làm á, mình thực tế mình dám áp dụng mọi người, mình dám làm, dám suy nghĩ, dám làm, mình phải làm thì mới có kinh nghiệm được. Còn nếu mà cứ sợ sợ, còn nếu mà không làm thì không bao giờ có kinh nghiệm cả, dù thất bại hay thành công. Take it.
Ok, mình có những cái điều mà nó sẵn sàng để cho bản thân của mình được phát triển mỗi ngày. Đừng chỉ nói đến tiền bạc không đâu mọi người. Chứ nói thật, cái ngành của Chen á, từ sáng đến khuya, đến 2-3 giờ sáng Chen vẫn nói về tiền, tiền mỗi ngày. Nhưng mà cái tâm niệm của Chen là Chen không đặt quá nặng về vấn đề tiền, mà Chen muốn đặt nặng về cái vấn đề trang bị chính bản thân của mình. Nếu bản thân của mình chất lượng thì mình nhìn đâu nó cũng ra cái sự chất lượng cả. Còn nếu mình không có chất lượng thì mình nhìn cái sự chất lượng nó cũng sẽ không thành chất lượng, đúng không? So rất là quan trọng là build cho mình những cái phương tiện kiếm tiền. Ok, từ đó điểm thứ ba rất là quan trọng là mình có bất động sản. Phải có bất động sản nó mới là một cái sự cắt cánh thôi. Chứ bản thân mình, cho nói hai vợ chồng đi làm tàn tàn 200-300 ngàn một năm. Ok, average trên cái thị trường Texas 200-300 ngàn là mình là đại gia rồi, đúng không nè? Nhưng mà Chen thấy nó không tới đâu hết trơn. Chi phí nhà cửa rồi này, xe cộ, bảo hiểm, thuế, tất cần tật, còn lại không bao nhiêu hết trơn. Mà nếu mà mình không có đầu tư bất động sản, Chen nói thật, làm sao mình có tiền triệu đô được mọi người? Không thể nào hết trơn á. Và Chen thực sự ngồi đây Chen nói với ba cái điều mà Chen vừa mới nói. Thứ nhất là cái base, là cái số tiền mình đã dự bị 50 năm tới mình không có làm cũng được, vẫn sống bình thường. Cái điểm thứ hai là mình build tới 10 cái business, tiền nó vô như vậy. Nếu mà mình chỉ focus cái đầu tiên thôi, là có một đống tiền, mọi người nhớ, tiền có đầy như núi đi nữa nhưng mà xài kiểu đó nó sẽ hết nếu mà mình không bồi thêm. Nên cái vấn đề thứ hai là cái phương tiện kiếm tiền rất là quan trọng. Bây giờ mình có một business rồi, có hai business rồi, kiếm thêm đủ 5 cái, you know, active, phải làm việc hiệu quả lên. Chứ nói rồi, bây giờ trẻ còn làm việc được, chứ còn lớn tuổi rồi mệt, không làm được, có muốn làm cũng không làm được nữa. Nên phải sốc giác lên, ok, phải sốc giác lên, phải chiến, chứ còn nản lòng hay buồn buồn rồi cái thấy người ta làm được mình làm không được, cái mình thấy mình thất vọng về bản thân của mình không được. Cái lúc mà mình thất vọng cho bản thân của mình, cái lúc mà mình nhận ra vấn đề là cái lúc mình cần phải chiến đấu. Chiến đấu với ai? Chiến đấu với bản thân của mình. Ok, mình phải phát lên anh chị em. Ok, nhớ điểm thứ hai rất là quan trọng, phương tiện kiếm tiền. Và cái điểm thứ ba, có phương tiện kiếm tiền, có cái nền tảng đầu tiên và cái điểm thứ hai rồi, phải nhấn mạnh cái điểm thứ ba. Thực sự trên ngồi đây để mà finish cái video này, để mà trên vào cái cho kịp cái lớp của trên á, trên nói nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra về vấn đề tiền bạc và trên thực sự cần tiền, trên sẵn sàng bán nhà. Bây giờ 10 căn, 20 căn, 30 căn, bán một căn, hai căn nhầm nhò gì đó, đúng không nào? Nên cái quan trọng là lúc mình làm ra tiền, mình còn sức khỏe, mình còn tuổi trẻ, mình cần phải build, mình cần phải làm việc và để xây dựng cho một cái gì đó mà nó last longer, nó có giá trị bền vững. Và những cái đó nó cứu mình những lúc nguy cơ, nguy khốn và những lúc cần tiền. Anh chị em công nhận không? Những lúc mình đau ốm, bệnh tật, bây giờ chẳng lẽ đi mượn ai? Ngân hàng nó đâu có cho vay tiền mà đi chữa bệnh đâu mọi người. Ok, hoặc là con cái mình nó trưởng thành, nó cưới vợ, cưới chồng, mình cũng có một cái gì đó để cho nó, đúng không? Hoặc là con cái mình gặp cái vấn đề gì nó khốn cùng đó thì mình cũng có cái để mình cho nó. Còn mình không có cái gì hết và mình còn trở thành một cái gánh nặng cho con cái của mình là không được, xem lại cái đời sống của mình. Nên đó là ba cái điều mà Chen đã áp dụng rồi. Bye bye nha, để Chen đi vào trong cái lớp cho nó kịp, còn có 2 phút nữa thôi. Ok, bye mọi người.